Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hưng Yên là một trong 14 địa phương đơn vị cùng 21 cơ sở điều trị được phân bổ vaccine COVID-19 đợt đầu tiên. Kim Động chuyển đổi nhiều diện tích gặp khó khăn về tưới tiêu. Đây là giải pháp linh hoạt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Một số đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 còn chậm. Lan tỏa những việc làm từ thiện của phụ nữ thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác của Bộ Y tế về trao tặng một số trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Cùng dự và chứng kiến lễ trao tặng có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng công ty Meco trao tặng cho Bệnh viện Đa khoa Phố Nối 2 máy thở không xâm nhập trị giá 150 triệu đồng. Công ty VGH trao tặng 5 chiếc giường bệnh nhân đa năng, 5.000 chiếc khẩu trang y tế trị giá 90 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế trao tặng một số thiết bị cho trạm y tế xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào. Bộ Y tế vừa có quyết định về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt đầu tiên từ nguồn 117.000 liều vaccine AstraZeneca. Theo đó, 13 tỉnh thành phố có dịch COVID-19 đợt 3, hai bộ Công an Quốc phòng và 21 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 được tiếp nhận vaccine đợt đầu tiên. Trong đó Hải Dương là tỉnh được phân bổ nhiều nhất cả nước với gần 33.000 liều. Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 8.000 liều mỗi địa phương. Các tỉnh thành còn lại gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Gia Lai, Bình Dương, Điện Biên và Hà Giang được phân bổ từ 1.600 đến 3.800 liều. Được biết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối vaccine. Dự kiến đầu tuần tới, ngành y tế sẽ họp triển khai công tác tiêm vaccine và tập huấn cho các cơ sở tiêm chủng. Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên còn gần 2.500 người phải thực hiện cách ly phòng chống dịch, trong đó chủ yếu là cách ly tại nhà, nơi cư trú. Toàn tỉnh hiện có 2.465 trường hợp đang phải thực hiện cách ly để phòng chống dịch COVID-19, trong đó chỉ còn 10 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện. Đang cách ly tại khách sạn 87 chuyên gia, người lao động nước ngoài. Còn lại, đang cách ly tại nhà và nơi cư trú 2.455 người. Như vậy, số người phải thực hiện cách ly đã giảm mạnh so với thời điểm cao điểm thực hiện cách ly khoảng trên 10.000 người. Trong đợt dịch thứ 3, tỉnh Hưng Yên đã rà soát và cách ly trên 25.700 trường hợp có nguy cơ, xét nghiệm trên 10.500 mẫu. Trong đó có 2 mẫu dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Tỉnh Hưng Yên đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19, đưa tỉnh trở lại trạng thái an toàn để thực hiện mục tiêu kép. Là địa phương đi đầu trong phát triển công nghiệp của tỉnh, do đó để chủ động phòng chống dịch COVID-19, các xã thị trấn ở huyện Văn Lâm đã và đang tích cực thực hiện tốt công tác quản lý lưu trú, tạm trú đối với người lao động ngoài tỉnh. Trên địa bàn xã Lạc Hồng có gần 500 hộ cho thuê phòng trọ, hơn 4.000 phòng, gần 6.000 người lao động ngoài tỉnh đang cư trú. Để quản lý, giám sát lao động ngoài tỉnh tại địa phương, lực lượng công an đã yêu cầu chủ các nhà trọ thực hiện tốt công tác khai báo tạm vắng tạm trú, đặc biệt là lao động ngoài tỉnh, đảm bảo công tác quản lý, theo dõi cũng như phòng ngừa dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng của xã thường xuyên cập nhật người lao động địa phương trở về từ các vùng dịch để có biện pháp cách ly kịp thời. Trong lĩnh vực kinh doanh nhà trọ thì gia đình tôi thì các cháu công nhân đến thì là gia đình đều bắt bảo các cháu là xuống trạm y tế để khai báo y tế, rồi chứng minh thư thì gia đình phải ghi, rồi làm cũng trình báo với công an viên rồi đưa xuống công an xã để làm hộ khẩu tạm trú tạm vắng cả. Thì lượng công an xã thì đã thường xuyên là tiến hành công tác kiểm tra cái việc chấp hành cái quy định pháp luật về đăng ký tạm trú của các chủ nhà trọ. Thì 100% là các cái chủ nhà trọ là đều có cái sổ theo dõi và đăng ký đối với chủ động công an xã. Là địa bàn rộng và đông dân cư nhất ở huyện Văn Lâm với trên 20.000 nhân khẩu, trong đó có gần 600 lao động là người ngoài tỉnh. Nhưng trong thời gian qua, nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, công an xã Lạc Đạo đã đạt được nhiều kết quả.
hỗ trợ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác nắm tình hình ngay từ ban đầu đối với cả cái số công nhân là trọ cũng như là lưu trú trên địa bàn để làm tốt cái công tác về công tác an ninh trật tự. Ngoài ra trong cái dịp này tình hình dịch bệnh COVID diễn biến hết sức phức tạp, chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra công tác tạm trú để từ đó tham mưu cho ban chỉ đạo để có biện pháp ngăn chặn phòng ngừa dịch COVID-19. Huyện Văn Lâm có khoảng 20.000 lao động là người ngoài tỉnh đến làm việc và lưu trú. Do đó, việc làm tốt công tác quản lý lưu trú, tạm trú ở các địa phương đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trước đây huyện Kim Động là địa phương có nhiều diện tích canh tác lúa gặp khó khăn về tưới tiêu nước. Trước tình hình đó, huyện chủ động chuyển đổi những diện tích này sang các loại cây trồng vật nuôi khác cho hiệu quả kinh tế cao. Những năm trước đây, khu vực phía Tây của huyện gồm các xã Thọ Vinh, Phú Thịnh, Ngọc Thanh, Đồng Thanh thường có tiến độ gieo cấy vụ xuân chậm do thiếu nguồn nước để đồ ải. Ở vụ mùa, một số diện tích bị ngập úng, tiêu thoát nước gặp khó khăn. Vì vậy, huyện Kim Động chỉ đạo ra soát quy hoạch các vùng đất trồng lúa kém hiệu quả để chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Khu vực cánh đồng ở vị trí này thì là ngày trước cái cây lúa thì có rất là khó khăn về cái nguồn nước, cái hiệu quả kinh tế nó không cao. Cái mô hình này thì mình triển khai từ năm 2019. Qua thời gian nuôi trồng thì mình thấy cái hiệu quả kinh tế của nó gấp 10 lần cây lúa. Nếu như cây lúa là nó chỉ được 2 vụ trong một năm, như chúng tôi trồng màu thế này thì sẽ phát triển được là 3 vụ trong một năm. Đến nay, tổng diện tích chuyển đổi sang cây trồng hàng năm, cây lâu năm, chăn nuôi thủy sản của huyện Kim Động đạt gần 1.500 ha. Riêng các xã gặp khó khăn về nguồn nước của huyện đã có gần 700 ha được chuyển đổi, góp phần nâng cao giá trị canh tác lên trên 205 triệu đồng một ha trên năm. Huyện chúng tôi cũng xây dựng cái đề án, trong đó thì huyện cũng sẽ hỗ trợ, đặc biệt là ví dụ là sẽ hỗ trợ cái kinh phí làm đường ra đồng, cũng như là một số cái nội dung hỗ trợ phân bón cho bà con trong cái việc chuyển đổi mô hình. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biến những vùng khó khăn thành lợi thế trong sản xuất nông nghiệp. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tránh hạn vụ xuân như ở huyện Kim Động là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thời tiết nhằm hạn chế thiệt hại, thuận lợi thực hiện cơ giới hóa, đồng thời giảm chi phí sản xuất, đem lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với sản xuất lúa. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Đến nay, sau gần một năm tổ chức đại hội đảng bộ xã, phường, thị trấn, hơn nửa năm đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhưng việc triển khai thực hiện nghị quyết cho đại hội cấp mình đề ra ở một số đảng bộ vẫn còn chậm. Từ năm 2019, tất cả các xã ở Hưng Yên đã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, nên đa số các xã đều gắn thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hạn chế ô nhiễm môi trường, quy hoạch tập trung các vùng phát triển chăn nuôi, chuyển đổi canh tác nhằm tăng thu nhập cho người dân. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện đều gặp những khó khăn. Ví dụ, như khu chuyển đổi gần 30 ha cây lúa sang nuôi trồng thủy sản ở xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, phụ thuộc vào nguồn ngân sách của huyện. Để vận động toàn dân đưa quy hoạch thành vùng tập trung, đôi lúc ở từng địa phương có những cái còn là bất cập, bởi vì cái nhu cầu của người dân không được đồng bộ. Việc đưa sản xuất từng vùng, từng khu vực và quy tụ một điểm còn bất cập. Đại đa số chuyển đổi ở những vùng rừng bấp bênh mà nó rải rác có cái diện tích rất là ít, hiệu quả như cái tính chất tập trung tổ chức theo mô hình kỹ thuật tiên tiến hiện đại thì nó chưa đồng bộ. Mới đây, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, kết quả này cơ bản là phụ thuộc vào nguồn ngân sách từ bán đất giãn dân. Khi có nguồn vốn thì mới khai thông thực hiện nghị quyết do cấp mình đề ra. Để cụ thể hóa cái nghị quyết đó, thì Ủy ban Nhân dân xã Dị Chế cũng đã triển khai xây dựng một số cái công trình phúc lợi như giao thông thủy lợi và một số cái công trình như đường trường trạm để đảm bảo về cái quyền lợi cũng như là cái an sinh xã hội đối với
cán bộ và nhân dân địa phương. Một trong các nguyên nhân khiến việc thực hiện nghị quyết còn chậm là do các đảng bộ trong quá trình xây dựng nghị quyết chưa sát với tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Việc xây dựng các chương trình đề án thực hiện nghị quyết của cấp mình còn mất nhiều thời gian trong việc lấy ý kiến các cấp ngành chuyên môn, nhất là đối với các chương trình đề án, kế hoạch phát triển kinh tế. Đây là những đề án liên quan đến nguồn ngân sách, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và của huyện, hoặc có những mục tiêu trong nghị quyết phải đến năm 2025 mới hoàn thành. Một số các cái chương trình và cái đề án thì nó liên quan đến cái nguồn lực, lộ trình, cái kế hoạch, và đặc biệt là chúng tôi cũng thấy rằng là nó liên quan đến cái tiến độ quy hoạch chung của tỉnh. Vì vậy thì đã nghe nhiều lần, tiếp tục là giao cho các ngành rà soát điều chỉnh làm sao mà cái chương trình đề án khi ban hành là phải thực hiện được ngay. Trong các hội nghị sau ban thường trực tỉnh ủy với thường trực các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều nhắc nhở và đôn đốc địa phương khẩn trương thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ do cấp mình đề ra, trong đó gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chứ không quá thụ động trông chờ vào các chương trình đề án của tỉnh. Theo quyết định số 307 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, Tổng cục Thống kê chính thức bắt đầu tiến hành thu thập thông tin điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Cục Thống kê tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bắt đầu triển khai cuộc tổng điều tra với tinh thần khẩn trương, đúng tiến độ. Ngay từ khi nhận được văn bản hướng dẫn của Chi cục Thống kê thành phố Hưng Yên, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã chủ động thống nhất nội dung, phân công cán bộ nhân viên làm công tác kê khai, hoàn thành phiếu điều tra. Sự hỗ trợ của điều tra viên và chủ động của doanh nghiệp khiến cho công tác thu thập thông tin diễn ra thuận lợi. Công ty đã quán triệt cán bộ, công nhân viên lao động công ty và đặc biệt là phòng kế toán tài vụ cung cấp thông tin chuẩn xác nhất, chính xác nhất của đơn vị mình. Đối với các chi cục thống kê khu vực cấp huyện, thị xã, thành phố, công tác kiện toàn ban chỉ đạo, thành lập phương án điều tra và tập huấn được thực hiện thường xuyên, liên tục. Như tại chi cục thống kê thị xã Mỹ Hào, địa phương có gần 1.100 doanh nghiệp, 55 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, thì công tác chuẩn bị và tiến hành điều tra những ngày này được gấp rút thực hiện bởi khối lượng công việc cao, địa bàn phức tạp, gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Vấn đề nó liên quan đến khai tính ổn định về địa điểm đấy. Có nhiều những doanh nghiệp nhỏ thường xuyên là thay đổi địa điểm, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Cái thứ hai nữa là những cái doanh nghiệp nhỏ thì thường thuê kế toán, việc cập nhật thông tin cũng gặp nhiều khó khăn. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc điều tra có quy mô lớn với mục đích thu thập thông tin cơ bản về sự phát triển, nguồn lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở kinh tế, phục vụ yêu cầu quản lý của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, các bộ ngành và địa phương. Cục Thống kê đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tổng điều tra trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra với một khối lượng công việc tương đối lớn, gần 7.000 doanh nghiệp đang hoạt động, gần 1.000 các cơ sở tôn giáo và đơn vị sự nghiệp. Thời điểm hiện tại thì toàn bộ những cái công việc chuẩn bị cho tổng điều tra đã hoàn tất, đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện cần thiết để triển khai ra quân thu thập thông tin. Năm nay có tổng số 22 mẫu phiếu điều tra, các đơn vị thực hiện cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử Tổng điều tra kinh tế 2021 của Tổng cục Thống kê. Bên cạnh đó, đối với các cơ sở tôn giáo, hộ kinh doanh cá thể, điều tra viên đến từng đơn vị thu thập thông tin qua phỏng vấn trực tiếp kết hợp với phiếu điều tra điện tử. Thời gian điều tra được chia thành hai giai đoạn, kéo dài từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào tháng 12 năm 2021. Công bố kết quả chính thức vào quý 1 năm 2022. Khác với những cuộc điều tra trước, năm nay, ngành thống kê đã chủ động áp dụng xu hướng của thế giới khi triệt để khai thác hồ sơ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào thu thập điều tra. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của ngành chuyên môn, thì chính sự đồng thuận, ủng hộ của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu đã đề ra chính là yếu tố quan trọng giúp cho cuộc tổng điều tra diễn ra một cách thuận lợi và thành công. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021, huyện Đoàn Yên Mỹ vừa ra quân dọn vệ sinh môi trường. Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Mỹ đã trực tiếp tham gia dọn vệ sinh môi trường cùng với đoàn viên thanh niên của huyện. Với tinh thần xung kích tình nguyện, các đoàn viên thanh niên đã dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên các trục đường thuộc địa bàn xã Tân Lập, Nghĩa Hiệp, Liêu Xá, Đồng Than.
Qua đó không chỉ góp phần làm cho cảnh quan sạch đẹp mà còn có ý nghĩa tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng nơi quy định, cùng chung tay bảo vệ môi trường. Trong tháng thanh niên năm 2021, các cơ sở đoàn trong toàn huyện sẽ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, nhất là bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, xót xa trước những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, thậm chí không có đủ điều kiện sách vở để được đến trường của một số trẻ em, 28 năm qua, các hội viên của Chi hội Phụ nữ từ thiện thành phố Hưng Yên đã dành cả tấm lòng để trao tặng những phần quà ý nghĩa về cả vật chất và tinh thần để động viên, giúp đỡ những hoàn cảnh như thế. Gần 90 tuổi, sức khỏe đã phần nào giảm sút, thế nhưng mỗi khi nhắc đến hoạt động trao tặng quà từ thiện của chi hội, bà Tuyến lại hồ hởi và tích cực tham gia. 30 năm là thành viên của tổ phụ nữ từ thiện, đến nay bà vẫn nhớ rõ những kỷ niệm về ngày đầu tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của chị em trong tổ. Là người buôn bán ở ngồi chợ Phú Hiến thì chúng tôi thấy nhiều những cái trường hợp rất là thương, chẳng hạn như là một cái anh mà con một cái ông bộ đội cao cấp mà người tận Vĩnh Phú thần kinh về ngồi chợ là rét mướt, thì cứ ngồi ở các lò sưởi thì mặt mũi thì nhem nhuốc đen tủi, thì chị em tôi thì cứ đem cơm đến gọi cháu ra để cho cháu ăn, tập trung vào lăm sau chị em. Có một ngày một ông bộ đội hỏi thăm chợ Phố Hiến thì là chúng tôi mới định gọi cháu ra, thế là bố cháu ôm với cháu khóc. Đến nay chi hội phụ nữ từ thiện đã có gần 90 hội viên, hàng năm bảo trợ 29 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức tặng quà cho phụ nữ nghèo, trao tặng bò, bê sinh sản cho hội viên phát triển kinh tế. Số tiền mỗi năm chi hội dành để tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây cũng là sự động viên, khích lệ lớn đối với các gia đình được chi hội giúp đỡ. Khi mà được các cô, các bác ở địa phương đến thăm hỏi thì tôi rất là xúc động. Cái món quà thì nó mang về ý nghĩa tinh thần cho chúng tôi, là vì đang lúc thiếu thốn, rất là quý. Ở đây, mỗi người đều có cách làm riêng để tiết kiệm gây quỹ từ thiện. Bên cạnh sự ủng hộ của những nhà hảo tâm, mỗi hội viên đều thực hiện tiết kiệm thông qua các hình thức như nuôi lợn đất mỗi ngày, tham gia các cuộc thi gây quỹ. Thậm chí, việc nuôi lợn đất được một số hội viên thay thế bằng các hộp bánh, đồ dùng cũ. Đối với việc làm của mình, mọi người đều tâm niệm rằng không phải chờ đến lúc giàu có thì mới có thể làm từ thiện được. Người trẻ nhất thì cũng 18 tuổi, thế còn người già nhất tại tiến nay là gần 90 tuổi rồi. Các cái độ tuổi của chúng tôi như thế, nhưng mà cái tâm của tất cả hội viên chúng tôi là hướng tới là làm thiện nguyện. Chính lòng tốt và những việc làm ý nghĩa của các hội viên phụ nữ từ thiện làm trong những năm qua đã truyền cảm hứng và lan tỏa yêu thương cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường từ tháng 12 năm 2020 đến hết tháng 2 năm 2021, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra trên 100 vụ sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dịch vụ thương mại hàng hóa, xử phạt 70 vụ với tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 131 triệu đồng. Kiểm tra theo kế hoạch 95 vụ và đột xuất phối hợp xử lý 11 vụ. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 60 vụ, tịch thu 147 chiếc máy hút thuốc lá điện tử, 36 lọ tinh dầu và trên 1.000 đôi giày trẻ em, buộc tiêu hủy nhiều loại hàng hóa vi phạm vệ sinh an toàn, chất lượng. Các hành vi vi phạm bị xử lý chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng cấm, hàng hóa quá hạn sử dụng. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, lực lượng quản lý thị trường tỉnh cũng đẩy mạnh kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc chính biến cùng những hoạt động trấn áp biểu tình mạnh tay của chính quyền quân sự Myanmar, ngày 5 tháng 3, chuyên gia Liên Hợp Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an nên áp dụng lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu với Myanmar, cũng như cấm vận nhằm vào quân đội của nước này. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề Myanmar kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp và quả quyết nhằm hỗ trợ những người Myanmar quay trở lại chế độ dân chủ sau khi quân đội tiến hành chính biến và giành quyền kiểm soát. Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an nên đề cập đến tình hình Myanmar tại Tòa án Hình sự Quốc tế nhằm điều tra và xử lý các tội ác thô bạo xảy ra, bao gồm diệt chủng, tội ác chiến tranh,
và tội ác chống lại nhân loại. Quan chức này cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế từ chối công nhận chính quyền quân sự ở Myanmar. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, năng lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của nước này có thể giúp 40% dân số được tiêm chủng vào giữa năm nay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc cho biết, các công ty sản xuất vaccine trong nước có thể sản xuất số lượng đáp ứng 40% dân số vào giữa năm 2021 và lên tới 70-80% trong tổng số 1,4 tỷ dân vào đầu năm sau. Trung Quốc đã tiêm hơn 52 triệu liều vaccine COVID-19 tính đến cuối tháng 2. Nước này cũng đã phê duyệt 4 loại vaccine được sản xuất trong nước, trong đó một số loại đã được bán hoặc tài trợ cho hàng chục quốc gia, vẫn trong quá trình phê duyệt của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ngày 5 tháng 3 vừa qua, giới chức Singapore cho biết nước này sẽ tăng nặng hình phạt đối với những đối tượng phạm các tội xâm hại tình dục. Theo đó, mức án tối đa cho kẻ phạm tội quấy rối tình dục sẽ tăng từ 2 năm tù giam lên 3 năm tù giam. Đối với các hành vi quấy rối tình dục có liên quan đến trẻ vị thành niên từ 14 đến 18 tuổi, mức hình phạt cao nhất cũng sẽ được tăng lên thành 2 năm tù giam thay vì 1 năm tù giam như quy định hiện hành. Bộ trưởng Nội vụ và Pháp luật Singapore cho biết, trong 5 năm qua, số vụ quấy rối tình dục ở nước này đã tăng 24% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Đài truyền hình SBS của Australia thông báo sẽ ngừng phát sóng các bản tin của hai kênh Trung Quốc sau khi nhận được khiếu nại về nhân quyền. Phát ngôn viên của SBS cho biết đài truyền hình này sẽ dừng chiếu các chương trình của hai kênh Trung Quốc là CGTN và CCTV từ ngày 6 tháng 3 để đánh giá các dịch vụ này. Sau khi nhận được khiếu nại từ một tổ chức nhân quyền, tổ chức này đã cáo buộc các kênh truyền hình nói trên của Trung Quốc phát lời thú tội khi bị ép cung của khoảng 56 người trong giai đoạn từ năm 2013 tới năm 2020. SBS là đài truyền hình dịch vụ công, cung cấp các chương trình tin tức và giải trí với nhiều ngôn ngữ qua sóng truyền hình hoặc phát thanh, tập trung vào các vấn đề đa văn hóa. Theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ cho thấy, người Mỹ đang ngày càng có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc ở mức rất cao, với gần 9 trên 10 người Trung Quốc trưởng thành coi Trung Quốc là thù địch hoặc là mối nguy hiểm với lợi ích của Mỹ. Theo kết quả khảo sát được Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 4 tháng 3, 89% số người Mỹ được hỏi coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hoặc là kẻ thù hơn là đối tác. Người Mỹ ngày càng có nhiều ý kiến tiêu cực về nhân quyền, xung đột kinh tế, hệ thống chính trị ở Trung Quốc, đồng thời cũng nhận thức rằng Trung Quốc muốn thay thế Mỹ trở thành siêu cường quốc duy nhất trên thế giới. 64% số người được hỏi mô tả mối quan hệ kinh tế giữa hai nước là tồi tệ hoặc là rất tồi tệ. Thủ đô Mexico City của Mexico vừa khai trương tuyến cáp treo đầu tiên xuyên qua thành phố nhằm tạo thuận lợi cho người dân di chuyển ở những khu vực cao và hiểm trở. Hai trạm đầu tiên của hệ thống cáp treo đã đưa vào vận hành. Mỗi cabin có thể chứa 10 hành khách với cửa sổ lớn để thông gió. Hiện chỉ có 6 hành khách được ngồi cùng nhau trong một cabin để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Hệ thống này dự kiến sẽ có tổng cộng 5 trạm với tuyến di chuyển dài 9 km, được xây dựng để phục vụ cho việc di chuyển của 48.000 hành khách đến ga tàu điện ngầm cho thành phố. Một công ty xây dựng vũ trụ gần đây tiết lộ rằng, dự án đầy tham vọng của họ nhằm xây dựng một khách sạn trên bầu khí quyển của trái đất sắp thực hiện. Theo đó, khách sạn không gian đầu tiên trên thế giới dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2025. Công ty này có kế hoạch bắt đầu xây dựng khách sạn mang tên Voyager Station ở quỹ đạo thấp của trái đất vào năm 2025 và có thể hoạt động sớm nhất vào năm 2027. Khách sạn không gian sẽ khác với trạm vũ trụ quốc tế ISS khi bánh xe khổng lồ kết nối với 24 module được kết nối bằng các trục nâng hạ thang máy. Với diện tích hơn 11.600m2 không gian ở, ga thương mại, khách sạn không gian gồm các biệt thự sang trọng, các dãy phòng khách sạn, phòng tập thể dục, nhà hàng và quán bar. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và